Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới đây tại quốc lộ 8 ở Lào đã xảy ra một vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến nhiều ô tô và tài xế bị mắc kẹt, trong đó có người Việt. Để có thể tự cứu lấy bản thân, các tài xế Việt Nam đã bỏ lại xe để băng qua những lớp đất đá trở về nước. Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, tài xế trong vụ việc không khỏi sợ hãi. Họ chỉ dám nói do đường tắc nên về muộn, chứ không dám báo với người thân biết được sự việc hiện tại xảy ra. Sau khi trở về sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Lào, các tài xế may mắn thoát nạn vẫn không khỏi hoảng sợ, không tin nổi bản thân vẫn còn sống sót sau tai nạn đó. Anh Nguyễn Thạc Hồng, 46 tuổi, một trong số những nạn nhân của vụ việc hôm ấy, dù đã trở về nhà an toàn, nhưng anh Hồng vẫn ám ảnh trước cảnh tượng đất đá rơi lở trước mắt ngày định mệnh ấy. Bản thân anh cũng không thể ngờ anh cùng mọi người có thể sống sót trở về. Anh Hồng nhớ lại khi đến eo gió, dốc cao nhất trên quốc lộ 8 thuộc Lào. Anh sửng sốt khi một thân cây lớn từ trên cao lao xuống, chắn ngang xe nên anh đã phải chặt cây để thông đường. Đến 0 giờ 30 phút sáng mùng 4 tháng 8, trận sạt lở lớn nhất xảy ra. Ngọn đồi cao khoảng 400 mét sạt xuống, cuốn phăng đi mọi thứ, dồn 4-5 xe, trong đó có xe của anh Hồng nén chặt vào nhau. Anh Hồng kể lại, đó là khoảnh khắc khiếp khủng nhất đời tôi. Đất đá mang những thân gỗ khổng lồ từ 2 đến 3 người ôm lao thẳng xuống. Không còn gì để mất, không còn đường nào để chạy. Anh quỳ xuống cầu đất khấn trời. Chiếc xe móc chở 20 người Việt may mắn không bị ảnh hưởng. Nhóm của anh Hồng nghe tin giới chức Lào sẽ triển khai trực thăng và lực lượng đến cứu hộ vào ngày hôm sau. Nhưng trước mối nguy hiểm trời trực, anh cùng một số người bàn cách bỏ xe đi bộ để thoát thân. Ngày hôm đó, mưa nặng hạt không ngớt, nước trên núi kèm đất đá liên tục đổ xuống. Anh Phương cũng thử ra ngoài tìm đường, nhưng nhận thấy bùn đất quá nhiều, anh quyết định cố thủ trong xe. Theo anh đánh giá, ở bên ngoài nguy hiểm hơn, bởi nếu sạt lở bất ngờ xảy ra, ở trong xe cơ hội sống sót vẫn cao. Cũng trong đoàn các tài xế thoát nạn, khuôn mặt tài xế Lê Thanh Phương ở Hà Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa trải qua lằn ranh sinh tử trong vụ sạt lở tại đèo đất tại tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào vào 5 ngày trước. Làm nghề lái xe hơn 10 năm qua, anh chỉ biết miêu tả chuyến chở hàng lần này bằng từ quá khủng khiếp. Hôm mùng 3 tháng 8, anh lái xe đầu kéo chở quặng cho một công ty di chuyển trên quốc lộ 8A, hướng từ tỉnh Khăm Muộn về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Lúc này Lào có mưa, một số khu vực tại tuyến đường này cũng xảy ra vài điểm sạt lở nhỏ. Khi được thông tuyến, xe anh Phương tiếp tục di chuyển theo lộ trình. Đúng 17 giờ 30 phút, cách chân đèo đất về phía Lào khoảng 4 km, đoạn đường bị tê liệt do cây cối bị đổ rạp bên đường. Hàng chục xe nối đuôi chờ đợi ngành chức năng khắc phục. Chờ đợi suốt nhiều giờ vẫn không khắc phục xong, anh Phương chỉ kịp ăn vội gói mì tôm sống rồi tranh thủ chợp mắt trong cabin trong lúc chờ. Khoảng 0 giờ sáng hôm sau, anh Phương tỉnh giấc dậy và nhìn thấy dòng nước suối bên cạnh bỗng nhiên trở nên hung dữ. Nước phía thượng nguồn đổ ào ào xuống. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Phương nhanh trí bàn với hai đồng nghiệp điều khiển xe sang làn đường dành cho xe cứu hộ qua lại. Di chuyển được 200 mét, ba chiếc xe dừng lại ở vị trí khá bằng phẳng thì trời mưa ngày càng nặng hạt. Chân anh Phương run lên vì lo sợ. Anh bật đèn xe để nắm bắt tình hình phía trước. Anh Phương nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy. 30 phút sau, đất đá cây cối ào ào đổ xuống đúng vị trí cũ mà xe tôi đậu. Nếu như ngủ thêm một tiếng nữa thì tôi cùng xe đã bị chôn vùi xuống vực sâu rồi. Tiếng người la hét, tiếng đất đá, cây cối từ trên đỉnh núi dội xuống khiến mọi thứ trở nên hỗn độn nhốn nháo. Anh Phương chỉ biết ngồi trong xe chờ đợi đến sáng. Hôm xảy ra sự việc cũng đúng ngày sinh nhật con trai út 5 tuổi của anh. Lo lắng nhưng không thể gọi về nhà vì vị trí này mất sóng. Có những lúc nam tài xế nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Trong giọng nói nghẹn ngào không khỏi khiếp sợ, anh Phương kể lại, tôi đang nghĩ đến nếu mình bỏ mạng, ngày sinh nhật của con cũng là ngày giỗ của mình. Trước khi đi, tôi hứa với con trai sẽ mua cho nó chiếc ô tô đồ chơi, bởi sự việc diễn ra quá khủng khiếp, giờ nghĩ lại còn bị ám ảnh. Trời vừa hừng sáng, anh Phương nhẹ người khi mình vừa thoát nạn. Nhưng nhìn về trước mặt, anh choáng váng khi con đường độc đạo về Việt Nam đã bị vỡ nát. Đất đá lồm nhồm, đường nứt tạo thành những mảng lớn. Cây cối cũng bị vò nát sau trận sạt lở kinh hoàng. May mắn khi tính mạng đã an toàn, anh cùng nhóm tài xế bàn kế hoạch rời khỏi đây để quay trở lại Lào. Tuy nhiên trên đường thoát thân, một lần nữa nam tài xế suýt mất mạng khi mắc kẹt trong lớp bùn ngập ngang nửa người. Anh Phương nhớ lại, lúc đó tôi suýt nữa thì không giữ nổi mạng sống vì không còn chút sức lực nào. Nhưng vẫn cố gắng khi nghĩ đến vợ con đang chờ mình ở nhà. Khi thoát khỏi bùn, tôi quay trở lại vị trí sạt lở và ở đó thêm một đêm nữa. 2 đêm ở đó tôi thức trắng. Sáng mùng 5 tháng 8 khi giảm mưa, anh Phương cùng 6 tài xế khác quyết định sẽ đi bộ qua đoạn bị sạt lở để về Hà Tĩnh. Nhóm tài xế chuẩn bị dây thừng, ít đồ ăn còn rồi bắt đầu hành trình vượt núi để trở về. Những cảnh tượng kinh hoàng cứ thế hiện ra trước mắt anh và những người đồng đội khi trên đường trở về nhà. Anh Phương nhớ lại cảm giác lúc ấy, chính sức mạnh của gia đình cho anh dũng khí gắng sức trở về nhà. Cảm giác những hòn đá nặng vài chục tấn, khúc cây có đường kính 2 đến 3 người ôm không hết, lăn xuống qua mặt mình thật kinh hoàng. Lớp bùn đất, đá, cả cây cối cao hơn 1 mét khiến chúng tôi rất khó di chuyển. Nhiều đoạn không đi được thì chúng tôi bò, tay bám đá, bám lấy cành cây để cố gắng đi tiếp. Có chỗ nước chảy mạnh, tôi bị cuốn trôi cách những người bạn hơn 20 mét. Nghĩ về gia đình, tôi lại có thêm quyết tâm để lội về. Chúng tôi đã di chuyển như thế khoảng 6 đến 7 km để xuống chân đồi. Đối mặt với tử thần, mấy anh em chỉ biết cố động viên nhau vượt qua đoạn đường sạt lở này. Anh Phương chia sẻ, để qua đoạn đường đèo bị sạt lở, anh em phải động viên, nói chuyện nhiều để tạo động lực. Những đoạn nguy hiểm phải bám cành cây để trèo qua, có những vị trí phải dùng sức bò mới an toàn được. Suốt nhiều giờ đồng hồ đi bộ qua những đường nguy hiểm, đến chiều cùng ngày, nhóm tài xế đã đến được bản đá của tỉnh Bô Ly Khăm Say, cách cửa khẩu cầu treo khoảng 60 km. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, sáng mùng 6 tháng 8, họ đã thuê xe di chuyển về cửa khẩu quốc tế cầu treo và thoát khỏi nguy hiểm. Không giấu nổi xúc động, anh Phương chia sẻ, 10 năm làm nghề tôi chưa từng rơi vào cảnh này. Đi đâu cũng thấy đất đá rơi, đứng đâu cũng có cảm giác đất dưới chân sắp sụp xuống. Chị Lê Thị Hồng Gấm, vợ anh Phương, nhớ lại khoảnh khắc chồng trở về nhà, khiến chị vô cùng xúc động. Chỉ biết cảm ơn trời Phật vì anh đã về nhà an toàn. Chị Gấm kể lại, tối ngày mùng 4 tháng 8, anh Phương gọi điện về nói rằng mình chỉ bị tắc đường, sẽ về sớm với vợ con. Sáng mùng 6 tháng 8, anh Phương vừa về đến cổng, đã gọi vợ con ra ôm và khóc nức nở. Sau khi nghe chồng kể tôi mới biết những gì chồng đã trải qua. Các phiến đá núi đủ hình thù, to như ống cống liên tục lăn xuống. Mọi người phải cố gắng trêu đùa nhau, hát hò để vượt qua nỗi sợ cũng như cơn đói. Nhóm tài xế đi bộ hơn 7 km, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bản đá dưới chân đèo. Họ ôm nhau trong tiếng reo lớn, sống rồi. Một người tài xế khác cũng may mắn sống sót sau vụ sạt lở này. Ông Lê Đình Huệ, trú tại xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 3 tháng 8, tôi chạy xe container từ Việt Nam sang Lào để chở hàng hóa về. Do mưa lớn nhiều ngày nên vùng đèo đất Lào bị sạt lở mạnh. Không thể quay đầu, chúng tôi đành ở lại chờ sự giúp đỡ. Đêm mùng 4 tháng 8, mưa lớn khiến đất đá sạt lở mạnh. Đất đá lăn xuống giống như bị phá bằng bom mìn. Tôi ở trong xe, đành phó mặc sự sống cho ông trời. Trong đêm, chỗ chúng tôi trú có 4 xe, thì không may 2 xe của 2 tài xế trong nhóm bị sạt lở, rớt xuống vực. May mắn 2 người này rơi xuống bám được cành cây và tìm cách leo lên. Đến 3 giờ sáng, người đầu tiên leo được lên. Đến 5 giờ, người còn lại cũng an toàn leo lên. Trong 40 năm làm nghề, vậy nhưng đây là lần đầu tiên ông Huệ trải qua khoảnh khắc định mệnh này. Tôi lái xe qua Lào từ năm 1984, nay cũng đã gần 40 năm, nhưng chưa lần nào chứng kiến sạt lở lớn như vậy. Tôi đã dự tính trường hợp xấu nhất xảy ra với mình, hoặc bị kẹt tại đây vài chục ngày. Tuy nhiên, may mắn vượt rừng thoát khỏi được và trở về nhà an toàn. Vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng Lào đã triển khai lực lượng giải cứu 45 người Việt Nam mắc kẹt trên đèo đất. Giới chức nước này thông báo sẵn sàng giải quyết, hỗ trợ họ đi về Việt Nam bằng đường khác và yêu cầu họ không quay lại địa điểm xe kẹt để lấy hàng hóa vì vẫn có nguy cơ sạt lở. Cũng trong ngày 4 tháng 8, chính quyền nước bạn Lào gửi thông báo cho tài xế vận tải hàng hóa, hành khách và các đơn vị liên quan về việc tạm thời cấm phương tiện qua lại trên tuyến đường trên. Chiều 6 tháng 8 vừa qua, Đại úy Võ Anh Tuấn, trạm trưởng biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, bước đầu phát hiện có một nam tài xế xe đầu kéo container người Việt Nam tử vong trong vụ sạt lở này. Nạn nhân là anh DCL, 25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh. Theo Đại úy Tuấn cho biết, vẫn còn một số người mất tích không liên lạc được. Các phương tiện đang tắc ở hiện trường, chưa xử lý được. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai đoàn công tác sang trực tiếp hiện trường khảo sát nhằm có phương án hỗ trợ ngành chức năng nước bạn ứng cứu khắc phục. Đồng thời, lực lượng chức năng của Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Các phương tiện được khuyến cáo di chuyển theo các tuyến đường khác như cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Nghệ An, cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình, cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị. Đồng thời, Bộ Chỉ huy đã triển khai đoàn công tác sang trực tiếp hiện trường để thăm hỏi, động viên nhân dân Lào cũng như khảo sát nhằm có phương án hỗ trợ ngành chức năng nước bạn ứng cứu khắc phục. Vụ việc xảy ra quá đỗi nhanh và khắc nghiệt khiến các tài xế không kịp trở tay trước cơn phẫn nộ của mẹ thiên nhiên. Mùa mưa lũ đã tới và ngày càng phức tạp hơn, vì vậy mỗi người dân cần chủ động có những biện pháp phòng tránh thiên tai, thường xuyên cập nhật tin tức cơn bão để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, phía cơ quan chức năng cũng cần lên kế hoạch di dời người dân đến khu vực tránh bão an toàn, giảm thiểu tối đa những mất mát về người. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vụ việc xảy ra quá đỗi nhanh và khắc nghiệt khiến cho các tài xế không kịp trở tay trước cơn phẫn nộ của mẹ thiên nhiên. Mùa mưa lũ đã tới và ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, mỗi người dân cần chủ động có những biện pháp phòng tránh thiên tai, thường xuyên cập nhật tin tức cơn bão để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, phía cơ quan chức năng cần lên kế hoạch di dời người dân đến khu vực tránh bão an toàn, giảm thiểu tối đa những mất mát về người. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!